Hai anh em mình xin kính chào cô bác chị các bạn. Chào cả nhà. Trước tiên thì hai anh em cũng xin kính chúc cô bác anh chị các bạn được thật nhiều niềm vui, sức khỏe và bình an. Thì hôm nay em mới lãnh lương xong rồi anh ba. Thì lương tháng này của hai anh em mình đã được 5,2 triệu. 5,2 triệu thì bữa hôm em cũng hứa với anh ví dụ cái máy. Bây giờ cái máy đó là quyết định cái máy đó là thích cái máy đó phải không? Đúng rồi, thích cái máy đó mà cho nó nhẹ cái chi phí mình phân phướng mình cái thuốc men đồ đó. Cái phân thì nó vẫn ra mắt. Cũng giống như tôi giờ cũng mắc 300 mấy dạ. Nó cái gì mà bây giờ mình cũng chi phí mình nó nhẹ lại chút xíu mình đỡ cái đó một chút. Cái máy đó là nó thuộc kỳ của nước nào anh? Biết không? Cái máy đó là của Nhật. Của Nhật hả? Của Trung Quốc cũng có, của Việt Nam cũng có nữa, ba loại. Ba loại. À, cái của Nhật là như tiền anh? Của Nhật là cũng khoảng 4 triệu mấy. 4 triệu mấy hả? Vậy mà lương tháng này của mình thì được 5 triệu 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 triệu 2 thì 4 triệu mấy. Thì nói chung là giờ em cũng giúp anh để anh có cái máy đó để anh đi làm. Cho nó nhẹ nhàng của ruộng mình như là đi làm cho người ta kiếm thêm thu nhập để cũng dễ thở giúp em tính nói đơn giản dễ thở giúp em cũng có cái này cũng như mình được anh em đồ bà con người ta kêu mình cái mình làm nữa mình cũng lấy cái phần đó mình cũng đắp qua cái ruộng của mình rồi cũng một số nữa mua xăng dầu lên nước lên đồ cũng đỡ coi như là mình làm mà mình kiếm được đồng tiền để mình đắp qua ruộng mình nữa cho nó nhẹ một chút một lần okay. Rồi vậy hai anh em mình đi mua ha. Rồi. Bây giờ thì ở đây có hai loại, nó rất là nhiều loại nhưng mà ở đây có hai loại ha. Dạ. Cái này của làm của nào vậy chú? Trung Quốc không à? Trung Quốc không hả? Trung Quốc thì cái dòng một dòng rẻ với dòng hơi mắc tại nông dân này thì như cái dòng này là 2,3 triệu. Còn dòng này là 2,1 triệu. Cái rẻ mà. Dạ. Còn nếu mà mua cái dòng cao cấp nên là phải đạt. Tức là người ta có nhưng mà ở đây mình đặt nó lấy về tại vì nó mắc quá rồi. Dạ. Tức là một bên này là khoảng 6 mét, 5 mét, 6 mét. Cái Mitsubishi này là hiện tại chú không có chú đặt bao lâu chú mới có chú vậy? Thì đặt trên qua Trà Vinh á, đặt coi như của tụi bán máy chuyên nghiệp bên của Trí Chính Nhàn rồi thì mới hả? Dạ mới hả? Mới cả vậy. Cái máy này bền luôn hả chú, mạnh luôn hả? Máy này thì mình có xài này thì ok đó. Dạ. Để vậy chứ ra lôi là nổ hả? Là cái này lúc đó anh mua 4 triệu mấy đây hả? Cái này là mua tại bệnh 4 triệu 6 nè. Thì bây giờ nó cũng tầm 4 triệu mấy 5 triệu đổ lại vậy. Anh đặt dùm cái thứ này của anh luôn đi dùm em đi. Ngày mai em qua em lấy. Vậy là lấy thằng Hữu Toàn 43 này hả? Mạnh. Vậy ha. Nó vậy thì anh điện cho rồi. Rồi. Cái cái này chú mua cho y rồi làm kiếm thêm đó cũng như chú nói thì đó đi làm cái này nếu mà có xích rồi giải giống mướn vụ một lụm thì đó giải giống mướn đó em tới hai thằng luôn bà hai anh em luôn bà bè lấy giống công giờ giải giờ cũng 40 mấy ngàn rồi thôi vậy đặt đi chú Bảy ha thôi vậy gửi tiền cho chú Bảy cọc trước không chú hỏi đi hỏi hả? Mai xuống lấy luôn quen quá mày hả quen không cái này là như tiền vậy lấy 80 bây giờ mua nó có bảo hành không vậy hả nó hãng nó có bảo hành cho mình không có chứ là bảo hành bao lâu vậy có chứ bao lâu rồi vậy thường là 1 năm hả ừ. cái này nhiêu vậy cái này 2,5 triệu 80 còn cái đó là 4,9 triệu mà 4,9 triệu 80 cũng như là 5 triệu rồi cái này rồi. Là có hơi lên nha dạ một lần thì nó có 4,7 triệu rồi đâu khui ra coi nè khui đúng rồi để điện thằng ấy nó chở vô hay là chạy bên Thành á Thành á nha khui lấy nó luôn đó bia vậy chứ bây giờ bưởi mà nó cũng phải ngay cái mùi đó. Rồi gỡ cái nắp gì kìa. Không ngon, không có phụ kiện gì không vậy? Có chứ. Ở trong này thì nó phải có đủ không? À đây, đủ
Thôi cái lô phụ kiện để chống đi bé. Biết cắt lên ba. Để kêu chú Bảy vậy. Để ông Bảy về cái ông chỉ gáp chứ không biết đường gáp cái. Anh à, tiền nó bán gửi tiền cho Bảy. Còn chút xăng giật thử luôn mày. Gửi tiền đi. 4.980. Bình xăng nó có cho tất cả nó đầy đủ phụ tùng hết. Dạ, đầy đủ phụ tùng mới được chứ về cái không biết đường gáp luôn. 1 triệu. 2 triệu. 3 triệu. 4 triệu. 5. 5 triệu. Rồi như là 20 ngàn uống cà phê. Sáng rồi, buổi sáng tốt lành. Rồi. Bây giờ phải thối mà thối cho có gì đừng ấy nè, cà phê ha. À, rồi cảm ơn Bảy nhiều. Cảm ơn Bảy. Cảm ơn hai đứa. À, mua cái máy. Cảm ơn cái dòng này cô ta này, dòng này thì bền lắm. Thì bền lắm ha Bảy. Cái của cường là cái. Dạ. Thôi như là độc quyền đây luôn hả Bảy? Dạ. Thua cái Nhật nha. Thua cái Nhật. Nhập từ ở bển về, nếu mà cái tự bển về thì thôi, nếu mà làm nông nghiệp thì không có trả nổi đâu. À dạ. Đúng không? Ở bển nhập về hả Bảy? Nguyên con bển về thì phải làm mấy triệu. Dạ, mà mấy triệu. Vậy thì so với làm cái nông nghiệp, ví dụ như cái đó, làm cho những sầu riêng hay gì á, bán lên bằng tỷ á, thì mình mới có thể lấy vốn. Còn ruộng nông nghiệp thì thôi không bao giờ. Ôi, xếp ông này, ông ruộng thì mướn nữa. Cái này á, cái này Mitsubishi nhập của Thái. Dạ. Còn về hợp tác với của này là Hữu Toàn à. Dạ. Chánh hãng đó nè. Cái này ít ai dám xài đâu tới đó. Còn mỗi xăng này bình xăng đít nè, bình xăng đít thôi nha, bình xăng đít. Còn của người ta dài dài là xăng sạch, xăng treo không à. Như của Phương rồi đó, Phương rồi cái dạng cũng tiền tỷ lắm, nó mua cái này nè, của ta cũng 2 triệu ngoài. Gì là hỏi thằng Hận á, cười Hận bốn. Coi như là cho y cái bảo hành phải để cái gì lỡ trục trặc nặng thì có hãng rồi ta bảo trì hơn. Cái này khỏi, có cái mình nặng quá té nước rồi thì nó không bảo hành thôi chứ còn. Dạ. Kiểu máy không có. Ừ, cái đó nha, có cái đó nha. Dạ. Ví dụ như coi như là bị ướt nước không được hả vậy? Không, cái đó là mình tại mình té được. Chứ còn nó bảo hành, nó đi vào hàng kỹ thuật đó hả? Dạ. Nhưng mà máy này chạy cái mấy năm. Dạ. Đâu cho nổ con coi thử coi. Cái này về dặn ốc lại nha. Có cái le nữa hả? Bơm xăng. Bơm xăng trở lên. Nhẹ quá ha. À cái lồ đó là cái đó tăng đưa mở hả chú Bảy? Dạ, ga. Dạ. Ừ, ga luôn ha. Có bình xăng xe cua nữa gì vậy? Nhớt hả? Xăng rồi đầy đủ thì kéo chạy à, nó không có chín, nó phải như bình xăng treo, bình xăng đít à.
Độc quyền hả chú mày? Nói chung không phải độc quyền gì, nhưng mà cái mình ở đây á, ít ai xài hả chú? Cái loại cân triệu mấy, 2 triệu à, đó, mấy, dạ, mấy cái đó hả chú? Ừ, như mấy này luôn nè. Dạ. Kubota này cũng 2 triệu ngoài hả? Dạ, 2 triệu ngoài. Ờ, chứ ta không có dám lên tới 4 triệu mấy gì đâu. Dạ, rồi ra chỉ y gấp luôn đi chú mày, nãy giờ biết đường gấp. Này đâu có gì đâu, chỉ. Ừ, giờ đó, đó, thục cái đó thôi. Đúng rồi. Có gì nói á, bà. Còn cái phe ngoài cũng nói nè. À, cái này gì? Cái ống nhỏ đó để ra ngoài rồi vậy hả chú ơi? Mà chỉ cho cái này là bỏ cái này đi. Lấy một cái giảm 6-12. Còn nếu mà chỉ cho cái lấy cái giảm mà cái này 60 với 60-42 á, phá đầu dốc ở đâu mày còn cản này nha, có chịu phá hả? Chịu phá thì nhiều khi có chịu phá phục tùng đâu chứ. Được. Đủ xài sử dụng cho cái máy rồi nè, bogey rồi cục giác lúc như nè. Cái đó về kiểm tra cái cho thêm bình nhớt nữa. Mà cái này cái máy này dễ không ta? Dễ rồi. Dễ phải không? Quyết định lấy phải không? Quyết định lấy máy nè. Thêm bình nhớt này 120 ngàn, 125, 100. Bữa nãy mới đưa cái 120 vậy? Thêm 5 ngàn nữa ha. Rồi, dễ kinh vậy. Rồi, bây giờ tội nguyện phải không? Tội nguyện phải không? Bây giờ... Đúng rồi. Cái này thì cũng kiếm sống được phải không? Kiếm sống cũng đặng mình đủ cái chi phí của mình đó phải không? Ừ. Như mình làm của mình rồi, cái chi phí người ta thấy rồi, cái người ta được, cái người ta kêu mình làm được, mình lấy được cái chi phí đó, cái mình đắp qua của mình cho nó đỡ một chút cái phần nào. Thì có chai nhớt này, chai nhớt này pha được nhiều lắm nè. Pha được, nãy chú nói là cái chai nhớt này nhỏ xíu trên mà pha 5 lít nè. Cái bình này anh pha chắc 20-30 lít á. Cái này chai đúng không? Cái nhớt này phải thằng nào mình chai cũng hơi nhiều. Ờ, hơi lâu á. Ừ. Xong xuôi hết rồi. Bây giờ sao, vui không? Vui. Rất là vui. Thì cái này cũng như cảm ơn vợ chồng dân cũng như tài trợ cho được một cái máy này để mình có thu nhập sau này cho nó đỡ chút phần nào. Không, cái gì anh nói thiệt thì cái ơn nghĩa gì, nhưng mà quan trọng là giúp được anh đưa mua được cái máy rồi kiếm thêm thu nhập để nuôi vợ nuôi con, thì hay vợ chồng em là vui rồi. Còn hôm, cái hôm bữa giờ là anh ba nói muốn mua máy là loại máy này á hả? Mua cái máy này á, em biết á, đây là chỉ có Bảy Phương là ai đại lý phân thuốc y con cái, rồi với anh ba cái là hai cái, ở đây có hai người. Em không có làm lúa nên em không có biết là máy gì. Phần ở đây người ta cũng không có dám mua cái máy mắc vậy. Vậy hả? Anh có nói, anh nói là người ta chỉ là mua máy 2 triệu mấy, còn máy của Trung Quốc. Hai triệu mấy thôi. Vậy hả? Mua cho anh này mua xài cả đời. Cái này là nãy là anh có nói một câu, anh nói là có thằng Cường nó độc quyền cái này thôi. Vậy hả? Vậy là ở Cường Quang có thằng Cường là độc quyền nghe. Rồi vậy đây, cố gắng làm. Khi nào mà rảnh thì mình đi với clip, còn không rảnh thì đi cứ đi làm cho người ta kiếm tiền. Nhưng mà cái kênh YouTube mình thì cũng tiền bạc thì cũng rất hạn chế. Đúng rồi. Mình cũng hơi còn hồi YouTube mình cũng còn hơi miệng chút. Còn yếu quá. Cố gắng lên mình làm, cố gắng thắng lên. Chắc cô bác chị cũng không bỏ mình đâu ha. Cũng thương mình mà cũng giúp đỡ cho mình mà. Rồi ok, yeah, quyết định vậy ha. Bà thấy anh ba vui là có cái máy nên ba vui rồi. Ở Sơn cũng cảm ơn cô bác chị các bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của Sơn. Sơn cũng xin chúc cô bác chị các bạn được thật nhiều sức khỏe. Xin chào, hẹn gặp lại. Sức khỏe và bình an.